kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Chúng con pháp danh là Nghiêm Tịnh, Nghiêm Quán, Trần Duyên đã dứt. Trước chúng con có xin thượng tọa xuất gia. Trên thượng tọa đã hoan hỷ, nay đủ duyên lành, xin thượng tọa chư đại đức tăng táp pháp yết ma thế pháp cho chúng con. Thank you.
Thank you.
Các giới tử nói theo tôi để thỉnh giới sư. Bạch đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là nay thỉnh ngài làm hòa thượng truyền thập giới. Xin ngài vì chúng con làm hòa thượng truyền thập giới. Chúng con nương theo hòa thượng được thọ xa di giới. Xin hòa thượng thương xót cho chúng con. Bạch hòa thượng một lòng thương xót, chúng con pháp danh là nay thỉnh hòa thượng thượng chân hạ bà làm hòa thượng truyền thập giới. Xin ngài vì chúng con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là Yến Ma A Xà Lê truyền thần giới. Chúng con nương theo hòa thượng được thọ xa di giới, xin hòa thượng thương xót chúng con. Các đệ tử nói cho tôi về tịnh tôn chúng tăng già.
sang chúng ta. Chúng con đặt chư tôn đức một lòng thương xót. Chúng con pháp nhân là nay thỉnh chư tôn đức là công chúng tăng già truyền thập giới. Chúng con nương theo chư tôn đức được thọ xa di giới. Xin chư tôn đức thương xót chúng con. Bạch chư tôn đức một lần thương xót. Chúng con pháp nhân là nay thỉnh chư tôn đức làm tôn chúng tăng già truyền thập giới. Chúng con nương theo chư tôn đức được thọ xa di giới. Xin chư tôn đức thương xót chúng con. Chỉ cần lần lễ chư tôn hòa thượng với sư chư tôn đức tam bái. Thank you.
Thank you.
Nhân tâm tạm là tinh phụ ngự để
chúng con phát danh là Cán Mã Ni An Đà Hội Lành. An Đà Hội Lành, con xin thọ trì Bạch Đại Đức một lòng thương xót. Chúng con phát danh là Cán Mã Ni An Đà Hội Lành. Con xin thọ trì Bạch Đại Đức một lòng thương xót. Chúng con xa di pháp danh là Cán Mã Ni An Đà Hội Lành. Con xin thọ trì.
Yeah.